nổi tiếng với những trái bưởi ngon ngọt mọng nước. Tân Triều thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã khiến cho du khách mê mẩn với món gỏi bưởi có 102 tại nơi đây. MC Lâm Trí Thuận và đầu bếp Vũ Nguyễn sẽ vào bếp giới thiệu đến quý vị cách làm món ăn này trong chương trình Hành Trình Hương Vị phát sóng vào lúc 19h40 Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022. Mời quý vị cùng đón xem.